Vâng, xin chào các bác đang theo dõi kênh Nguyên Nguyên Audio nhá. Hôm nay bác là thích một con loa đời cao, vâng, dòng sơn si phủ bóng rất đẹp nhá. Đây. Đấy, đây là con DL9 này. Con này thì công suất của nó là 70, trở kháng 4 ohm. Dòng này thì nó có thêm cái phần đế chân ở dưới các bác nhá, đế chân gắn liền với cả cái vỏ loa. Nó và nó thiết kế làm cái thông hơi luôn, rất là đẹp. Đấy, với những cái con này thì nó đánh theo kiểu gọi là, các bác để ý xem những con súp của con kêu ấy, thì nó là những con súp đánh gầm ấy. Đấy thì cái thiết kế theo kiểu cũng đơn giản như vậy, hơi nó sẽ đánh xuống gầm và nó sẽ có cái độ trầm hơn và nghe nó sẽ phê hơn. Loa ở đây thì về có cái căng đầy đủ hoa trước quá nhá. Đấy, căng đầy đủ hoa trước cho các bác, căng rất đẹp luôn. Đây, hoa trước căng còn rất đẹp nhá. Nói chung là cặp này là so với mặt bằng chung của hàng bãi là hàng về còn rất là đẹp. Đấy. Bát ở đây là bát bằng carbon này, bằng carbon. Đấy, dòng gân của nó là gân vải các bác nhá, gân xếp mà lại gân vải. Rất là bền. Tép chép đo. Tiếng rất sáng và hay. Dòng này nó là dòng sơn si phủ bóng. Đấy, thực tế các bác cứ nhìn thực tế nhá. Nhà em hàng về nào quay đúng y chang như vậy luôn. Này. Các bác thích nó về nó mà led hơn tí nữa thì về mình có thể là full BU lại hoặc là mình đánh vecly lại nhá. Thoải mái luôn. Vì cái chất liệu này thì bên kia người ta cũng đã đánh vecly là full BU này. Đấy, rất là bóng, rất đẹp. Các bác nếu mà full ấy, thì các bác phải về tháo cái bát tháo tép ra này. Tháo bát tháo tép sau đó mình sẽ dùng giấy mình hoặc băng giấy mình băng lại hết cái phần đế đen bên dưới nhá. Mình chỉ full cái phần bên trên thôi. Đấy, full lại hết toàn bộ vỏ, full trong full ngoài cho nó một lớp mới cho nó đẹp. Đấy, nếu bác nào thích full. Đấy, full thì các bác phải tháo cả cái này ra này, tháo hết cái này ra và tem cũng sẽ bỏ ra. Sau đó mình sẽ dán lại. Đó, nếu là những bác nào mà thích full còn không thì em nghĩ chả cần đâu, bởi vì là con này về rất là đẹp rồi. Bóng rất đẹp. Bát là bát 13 các nhá, bát 13. Đấy, tép thì nó là dòng chấp do. Về kích thước. Chiều cao này, cao của nó là 29 này, cao 29 này. Rộng là 16.5 này. Và sâu là 23 này. Tính là căng nó khoảng 23.5 nhá. Về giá thì để các con này là 1.550.000 nhá. Đấy, giá là 1.550.000. Cứ để các con 1.500.000 nhá. Đấy, đầu tháng bớt thêm tí nữa để các con 1.500.000. Đấy, thì bác làm chốt con Onkyo L9 này thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. 1.500.000 các bác nhá. Bác nào chốt thì để em test bàn giao cho các bác. Đảm bảo bát tép lên ok. Sau đó bên em sẽ đóng hàng gửi hàng đi nhé. Vâng, xin chào các bác.